Bầu Thụy đầu tư 520 tỷ cho Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức đặt mục tiêu vô địch V-League năm 2024. Ngày 29 tháng 11, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã công bố danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu của công ty trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới. Thái Group, công ty thuộc hệ sinh thái Thái Holdings do Bầu Thụy là người sáng lập dự kiến sẽ chi 520 tỷ đồng, tương đương số lượng cổ phiếu mua vào 52 triệu đơn vị. Bầu Thụy đồng thời cũng là chủ tịch LP Bank, ngân hàng vừa công bố hợp tác toàn diện với Hoàng Anh Gia Lai vào cua oi tháng 10 vừa qua. Bước đi này được coi là sự cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Bầu Thụy và Bầu Đức. Trước đó trong lễ công bố đối tác toàn diện, Bầu Đức cũng đã thông báo việc đổi tên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hơn 20 năm kể từ khi lên chơi tại Vilic, đội bóng phố núi lần đầu tiên gắn tên mình với một nhà tài trợ. Ngoài Thái Group, Hoàng Anh Gia Lai còn công bố hai nhà đầu tư chiến lược khác bao gồm ông Nguyễn Đức Quân Tùng, dự kiến mua vào 28 triệu cổ phiếu với giá 280 tỷ đồng. Chứng khoán LP Bank dự kiến mua vào 50 triệu cổ phiếu với giá 500 tỷ đồng. LP Bank là cổ đông lớn của LP Bank với tỷ lệ sở hữu 5,5%. Những sự kiện nối tiếp nhau trong thời gian ngắn mang tới hy vọng cho người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, bất chấp việc thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đang xếp cuối bảng V-League và Cúp Quốc gia. Trong quá khứ, Hoàng Anh Gia Lai từng có giai đoạn thống trị V-League với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2003 và 2004. Đến giai đoạn của lứa công phượng, văn toàn, đội bóng phố núi tuy không giành được danh hiệu nhưng nổi bật với việc đóng góp nhiều ngôi sao cho đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai đang rất mong chờ đội bóng con cưng sẽ trở lại mạnh mẽ nhờ hàng loạt những khoản đầu tư. Bầu Đức cũng bày tỏ niềm tin khi hợp tác với Bầu Thụy. Tôi làm bóng đá bằng mọi giá và mong muốn học viện bóng đá và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tồn tại mãi mãi, cũng như ngày càng lớn mạnh. Nhưng, tôi năm nay đã 62 tuổi, 10 năm tới thì 72 tuổi. Thực sự, không có ông già 72 tuổi nào đủ sức điều hành một đội bóng đá. Tôi đã chăn trở, suy nghĩ rất nhiều và may mắn gặp được anh Thụy. Anh Thụy là người em cũng là người bạn trí cốt, và anh Thụy cũng còn rất trẻ. Với sự đồng hành của LP Bank, đại diện Hoàng Anh Gia Lai Group công bố đổi tên học viện và câu lạc bộ thành học viện bóng đá LP Bank, Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá LP Bank, Hoàng Anh Gia Lai. Đây là bước đi cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký giữa Hoàng Anh Gia Lai và LP Bank vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 trước đó. Về kế hoạch trong tương lai của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch, tôi giao cho huấn luyện viên Kiati sắc năm nay bỏ, năm sau phải vô địch. Một mình tôi làm Hoàng Anh Gia Lai cũng đã khiến các đối thủ gặp khó. Giờ có người đồng hành, đội Hoàng Anh Gia Lai sẽ còn mạnh hơn nữa. Tham vọng của Bầu Đức là có cơ sở. Mùa giải 2021, Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kia Ti Sắc từng đứng đầu V-League trong nhiều vòng đấu cho tới khi V-League phải hủy do dịch COVID-19. Sau khi mất hàng loạt trụ cột, đội chủ sân Pleiku vẫn trụ vững tại V-League 2023 và là một trong ba đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải. Tiền đạo Dương Kli có thể coi là bản hợp đồng nặng ký đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn mới. Những thông tin về việc đưa công phượng trở lại sân Pleiku đã xuất hiện. Nếu tiếp tục được bổ sung lực lượng và giữ chân được huấn luyện viên Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai có quyền tin vào một bước nhảy vọt trong thời gian tới.